Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho hay đang xác định hành vi phạm tội của người em cầm dao tấn công anh ruột ở đường phố Quy Nhơn. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Hiện Công an thành phố Quy Nhơn vẫn đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với LDH ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Người em trai cầm dao tấn công anh ruột giữa đường phố Quy Nhơn để điều tra, xác định hành vi phạm tội. Cùng ngày, bác sĩ VTNB, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết ông L. B. D. ở thành phố Quy Nhơn, người bị em trai là ông H cầm dao tấn công giữa phố vào chiều 20 tháng 9 đã ổn định sức khỏe và vừa được cho xuất viện vào sáng 24 tháng 9. Theo bác sĩ B, lúc nhập viện, ông D bị nhiều vết thương trên cơ thể và bị mất máu. Tuy nhiên, những vết thương này chủ yếu ở phần mềm, không ảnh hưởng đến gân, xương nên bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 9, tại ngã tư Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, ông L, B, D chạy xe máy hướng từ Lê Hồng Phong về Tăng Bạt Hổ. Khi đến ngã tư thì bất ngờ bị ông H dùng dao tấn công nhiều nhát vào người. Theo những người chứng kiến, lúc xảy ra vụ việc, ông D ngã xe vào lề và hô hoán trước khi choáng váng, té gục xuống đường. Sau khi có nhiều người đến can thiệp, ông H mới cầm dao bỏ đi.